Địa điểm đặc biệt này dành cho những chú cún cưng nằm trong khuôn viên của công viên Yên Sở thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khu vực này được rào chắn riêng một góc. Bên trong có bố trí các thiết bị vận động dành cho thú nuôi. Sau khi hoàn thành, công viên có thể phục vụ từ 100 đến 200 lượt mỗi ngày. Trước khi biết đến nơi này thì em hay dẫn chó đi chơi ở công viên Thống Nhất hoặc là Hồ Đền Lừ ấy ạ. Em thấy là khá là có ích, có mấy cái phần để cho chó nó chơi, còn các nơi khác thì bọn em chỉ dắt nó đi được thôi. Dù mới đi vào hoạt động chỉ một tháng, song công viên đã đón nhận lượt thú cưng khá lớn, đặc biệt là vào dịp cuối tuần. Hầu hết mọi người đều cho rằng công viên dành cho chó là rất cần thiết bởi nó mang đến không gian an toàn, thân thiện, là sân chơi của những người yêu thú cưng, là nơi để họ giao lưu, chia sẻ thú chơi, sở thích và tình yêu những cún cưng của mình. Những người trong này sẽ là những người mà yêu thích chó hoặc là đã làm quen với chó, họ sẽ không có cái nỗi sợ hãi như là dắt ra ngoài đường. Thứ hai là cái việc là an ninh sạch sẽ rồi những cái yếu tố khách quan khác thì tôi nghĩ là sẽ giúp cho các bạn chó thoải mái hơn và cái người chủ thoải mái hơn. Là người phụ trách dự án Dog Parks, anh Đạt mong muốn tạo dựng cộng đồng nuôi thú cưng thân thiện và văn minh. Tuy việc thiết kế sân chơi cho thú cưng không quá khó bởi mô hình này rất phổ biến trên thế giới, nhưng cũng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào người đầu tư và quỹ đất. Sẽ có người cho rằng là không cần thiết, nên là cái này nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái sự đồng thuận từ chính cư dân và quy mô khu dân cư thì hoàn toàn có thể quyết được. Còn ở những quy mô công viên thì tôi nghĩ rằng phải cần có một ban quản trị cởi mở. Ví dụ như chúng tôi đã cố thử ở công viên Thống Nhất nhưng không thành công, thì chỉ ở công viên Yên Sở thì mới có thể thực hiện được. Cho dù là quỹ đất, quỹ diện tích thì có thể là gần như giống nhau. Hiện nay, việc phát triển không gian công cộng dành cho cư dân đô thị vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Tuy nhiên, việc đầu tư cho những mô hình như thế này cũng rất cần thiết để hạn chế những xung đột giữa con người và vật nuôi. Người nuôi cũng thấy an tâm khi thả động vật trong môi trường riêng biệt, không ảnh hưởng đến những người xung quanh.